mang đến bất ngờ. Hội Ngộ Bất Ngờ do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Quý vị có thể khám phá những bài ca dao, tục ngữ, những ca khúc mang âm hưởng dân ca và cả trò chơi dân gian đầy hấp dẫn. Thưa quý vị, hai đội chơi đã sẵn sàng cùng bước vào các vòng thi và 60 cổ động viên cũng là 60 người quyết định sau mỗi vòng thi sẽ bấm bàn phím bình chọn và cuối cùng đội cao điểm nhất sẽ bước vào vòng thi đặc biệt. Quả khế vàng giá trị lên đến 5 triệu đồng. Tất cả đã được sẵn sàng, một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần toàn đội. Thưa quý vị, chúng ta cùng bắt đầu làm quen với đội A. Xin mời các bạn. Nhóm Hạt Trắng xinh đẹp xin chào tất cả các bạn. Hạt Trắng xinh đẹp. Sau đây tôi xin được giới thiệu từng thành viên trong nhóm. Mai Sơn Nổi, Thủy Phong Cách, Thư Trẻ Trung, Hằng Tinh Trắng và Hiếu Hồng Nhiên. Nhóm Hạt Trắng của chúng tôi đến với chương trình này mong mang đến cho quý vị và các bạn những nụ cười thật tươi, một không khí thật là sôi động và cả một ham vọng giật giải. Yeah. Xin quý vị và các bạn cổ vũ hết sức mình cho đội tôi và cả năm anh chàng đẹp trai kia nữa nhé. Chúng ta vừa làm quen với năm Hạt Trắng xinh đẹp và bây giờ đội Ngôi Sao Nhỏ có đôi lời tự giới thiệu về mình. Đội Ngôi Sao Nhỏ xin kính chào toàn thể các bạn đại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình Màn Ảnh Nhỏ lời chào thân mến nhất. Tôi là thành viên trong nhóm, là cụ thành viên của nhóm nhạc IHK, hiện nay là ca sĩ hát solo mang tên Khánh Ân. Người kế bên tôi là nam ca sĩ, cụ thành viên của nhóm R&B, ca sĩ Nguyễn Hoàng. Và người kế bên là một khuôn mặt chắc các bạn cũng đã quen thuộc, đó là nam ca sĩ Triệu Phong. Và người đứng hàng thứ tư đó là nam ca sĩ trẻ Ngô Trác Lâm. Và người cuối cùng đó là nam ca nhạc sĩ Trung Quân. Đội Ngôi Sao Nhỏ rất vui khi được làm quen với đội năm cô Hạt Trắng thật là dễ thương ở bên kia và đặc biệt toàn cả thầy.
mừng quý vị đang đến với vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Quý vị và các bạn, hãy hết trong vòng thi này với thời gian 5 phút, hai đội hãy đứng lại. Với các câu ca dao tục ngữ mà trong đó chỉ cần có từ tóc, vân, mái tóc, sợi tóc, giúp các bạn sẽ ghi điểm. Và bây giờ xin đọc câu mẫu. Anh về đếm hết sao trời, em đây kết tóc ở đời với anh. Và đội có số điểm nhiều hơn được quyền ưu tiên xuất phát. Xin mời đội A hạt cắt. Bắt đầu. Vào. 2, 3. Đêm nằm tóc sỏi khối này, tóc đầu như thời, chúng tương chàng bấy nhiêu. Hey, hấp, chờ. Một lần kết tóc che tơ, một đêm chỉ đợi chỉ chờ một anh. Hey, hấp. Em đã biết vợ anh rồi, con quanh tóc trước là người hay ghê. Hey, yeah. Tóc quăng chảy lượt đòi mồi, chạy đứng chạy ngồi quăng vững hoàng quăng. Hey, hey. Tóc em xanh vẫn lộn khăn hồng, quần lãnh thông đôi ba cái, đôi má hồng nhở nhơ. Hey, hey. Còn đây tóc bạc điểm xương, nhớ thương cha mẹ biết phương nào tìm. Hey, yeah. Cá tôi xin lấy đôi mang, người con xin lấy đôi hàng tóc mai. Oh, yeah. Chị kia với tóc đuôi gà, nắm đuôi chị lại hỏi nhà chị đâu. Hey, hop. Ở nhà em mới ra đây, gặp chàng quân tử tóc bay rậm ra. Hey, yeah. Biết nhau từ thở trọc đầu, bây giờ có tóc gặp nhau chẳng chào. Hey, hop. Trăng đen cũng có khi phai má hồng, khi nhạt tóc dài khi thưa. Hey, hop. Chồng yêu cái tóc nên dài, cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn. Hey, yeah. Đêm năm đang thắp ngọn đèn tà, vẫn vương tơ tóc để ta thêm buồn. Đố em đếm hết sao trời, anh đây kết tóc trọn đời với em. Wow. Nhớ sao xứ Huế mộng mơ, tóc thề nghiêng nón bài thơ qua đò. Hay lắm. Tóc dài những buổi mà chưa, tham thiên người đẹp mà thưa việc làm. Hay chưa. Có thương các tóc mình thề, chỉ trời vật đất chớ hề bỏ nhau. Hay hả. Bắt đứa có tóc, chứ ai bắt đứa trọc đầu. Hay chưa. Con này tóc bạc điểm xương, nhớ thương cha mẹ biết phương nào tìm. Hey, tóc mai ngắn lắm không dài, tóc mai ngắn lắm không dài, là thề nặng lắm nhớ hoài không quên. Hey, yeah. Mời đội A tiếp tục, thời gian vẫn còn. Bên đây tôi bỗng mơ màng, tôi mình là nắng mơ vài tóc em. Hey, đặt nguyên câu cho đi xuống. Bên đây tôi bỗng mơ màng, mơ mình là nắng hông vàng tóc em. Hey, yeah. Đã thương cất tóc trao tay, ta hồ án luyện nhạc bay mái hoài. Hey, yeah. Buồn không lần lửa hôm mai, đầu xanh mấy lúc tóc xanh mấy hồi. Hey, yeah. Dẫu rằng da tấm tóc mây, đẹp thì đẹp vậy ta này sẵn yên. Tiếp tục. Chân mày vọng mày có duyên, nhớ tơ tóc đẹp duyên tơ trời. Hey, yeah. Dẫu rằng da trắng tóc mây, đẹp thì đẹp vậy dạ này không ngưa. Vợ ta dẫu có quê mùa, thì ta vẫn cứ sớm chưa vui cùng. Hay dạ. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Hay dạ. Rồi B tiếp tục, thời gian vẫn còn, xin mời chủ đề tóc. Thương nhau cất tóc sau tay. Hai ba. Thương yêu, mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy con hơn vì sao. Thề bên nhau dù đời qua mau, sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn không bao, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn bước xa chuyện tình đôi, ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Cho giây phút ấy thật gần, để anh được nói với em. Em như tia nắng mặt trời, long lanh ánh mắt nụ cười, làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết, thế gian như ngừng quay trong giây phút này, là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có muốn vì sao. Quên thề bên nhau dù đời qua mau, sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn không bao, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn bước xa chuyện tình đôi, ta sẽ mãi mãi không phai nhòa.
nguyệt và màu sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngặt phong ba, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn mưa xa, chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Thưa quý vị, và bây giờ hai đội hãy thật chú ý, ngay sau đây ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sẽ trình bày và biểu diễn bằng phong cách rất đặc biệt, sáng tạo riêng cho hội ngộ bất ngờ mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt, Nguyễn Phi Hùng. Lần cho đôi phút anh thật gần để anh được nói với em. Em như tia nắng mặt trời lòng lành, ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này, là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có muốn vì sao. Nguyện để bên nhau dù đời qua mau sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn phong ba, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn mưa xa, chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Hey! Hey! Hồi thấy là trong cái đoạn biểu diễn của mình, cái phần khó nhất là cái phần nào? Cái này. Vâng. Em có thể đếm lại một lần nữa cho các bạn xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, nhảy lên mà chập lại đó. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ làm sao các bạn mới kết hợp giữa lời ca, bài hát và hình thể thật là giống với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Thưa quý vị, chúng tôi muốn mời đội A hãy thử sức mình với bài hát Nói Với Anh của Nguyễn Phi Hùng. Chờ giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Như tia nắng mặt trời lòng lành, anh mất ấy trong giây phút này, là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau nhìn nhìn trăng sao, em thấy có muốn vì sao. Mình thề bên nhau dù đời qua mà sẽ mãi mãi không quên nhà. Mình nhìn bên nhau gần ngày qua mà ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn mưa xa, chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Quý vị và phần dự thi của đội B Ngôi Sao Nhỏ với ca khúc Nói Với Em bắt đầu. Yeah. Anh luôn mơ ước một lần cho giây phút anh thật gần để anh được nói với em lời thiết tha. Anh như tia nắng mặt trời lộng lanh, ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này, là
gì anh nói I love you. Mình cùng bên nhau người nhìn trên cao em thấy có muôn vì sao. Mình thề bên nhau dù đời qua mau ta sẽ mãi không phai nhòa. Mình cùng đi qua rằng ngàn phong ba ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn mưa xa chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời Nguyễn Phi Hùng của đội là nhận xét về phần bắt chước bạn với bài hát vừa rồi của đội A và đội B. Theo em nghĩ thì hai đội này thì rất là có nhiều khả năng, nhưng mà có lẽ là phải tập thêm một chút xíu nữa. Bởi vì là bài múa này, bài hát này thì Phi Hùng đã tập mất cũng khoảng gần một tháng, và các bạn có ít thời gian quá, thành ra là cho nên là các bạn chưa có nắm cái phần nhạc ra vô cho nó hợp lý. Nhưng mà tuy nhiên thì Phi Hùng chắc chắn rằng là nếu các bạn cùng tập với Phi Hùng ít ngày thôi thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được tất cả những động tác đó. Wow. Cụ thể thì đội A trong phần vừa rồi, mặc dù bắt chước rất là nhanh, rất cố gắng nỗ lực, bạn đã nhận thấy gì về phần vũ đạo cũng như về phần giọng hát, về tiết tấu, nhịp điệu và giai điệu? Điều đầu tiên mà em ấn tượng á, đó mà cô gái đã quýt gió rất là hay. Cái này là... và các bạn cũng hỗ trợ cho nhau coi như là rất là dễ thương. Coi như là để một bài hát được hiệu quả hơn thì bốn bạn đã đứng xung quanh coi như làm những cái người múa phụ họa rất là hiệu quả. Cái đó thì là một điều mà Phi Hùng thấy các bạn rất là có khả năng. Còn các bạn trai, các bạn ngôi sao nhỏ thì các bạn đã thừa hưởng một chất giọng có sẵn rồi, tức là các bạn đã là một ca sĩ rồi, cho nên là phần hát thì Phi Hùng không có thể góp ý gì thêm. Nhưng mà về phần tập thể á thì có lẽ là phải tập thêm với nhau chút xíu nữa. Chắc chắn là các bạn sẽ có những kết quả tốt hơn. Thưa quý vị, và bây giờ thì hai đội cũng đang mong đợi và hồi hộp với kết quả từ 60 thành viên. Xin mời hãy cầm bàn phím và bắt đầu bình chọn. Kết quả như sau: đội hạt trắng 35 điểm, chúc mừng. Và đội ngôi sao nhỏ 25 điểm, chúc mừng. Chúc mừng ạ. Xin cảm ơn Nguyễn Phi Hùng đã đến với Hội Ngộ Bất Ngờ. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi thử tài biểu diễn. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Và đội ngôi sao nhỏ 114 điểm, tương đương với tiền thưởng 3.800.000 đồng. Và số điểm thưởng của đội B ngôi sao nhỏ còn có khả năng tăng lên, vì quả khế vàng, 5 quả khế vàng, mỗi giá trị có khi 1, có thể là 2, 3, 4 và có lúc lên đến 5 triệu đồng. Làm sao để nhận tiền trong quả khế vàng nếu như các bạn đáp đúng câu đố của vòng thi này? Bây giờ xin mời đại diện của đội B lên chọn khế vàng. Thưa quý vị, câu đố vòng thi đặc biệt dành cho đội B như sau: chân gần đầu, râu gần mắt, lưng còng co quắp mà nhảy rất hăng, đố là con gì? 60 giây bắt đầu. Chân gần đầu, râu gần mắt, lưng còng co quắp mà nhảy rất hăng, đố là con gì? Yeah.
Vô. Thưa quý vị, chúng ta đang ở 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và thời gian đã hết. Chân gần đầu râu, gần mắt, lưng còng co quắp mà nhảy rất hăng. Đố là con gì? Xin mời đáp án của đội B. Tụi em xin trả lời đó là con tôm. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời đội B hãy khám phá và chọn kết quả từ quả khí vàng. Đó là một đáp án chính xác của tôm. Ok. Một điểm. Chúc mừng, xin mời hai đội bước lên phía trước. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương trình trò chơi truyền hình Hội Ngộ Bất Ngờ. Chương trình này cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện, đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình tuần sau. Nơi quay về chào đón chồng ngày vui tiếp tha, từng ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa bình cùng vui xuân hôm nay, cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai thêm dạng người. Anh nhìn ngắm khắp nơi này, bạn bè đến qua đông buồn, xuân xanh lên hoa tin ta cùng đàn nhịp trong từng bước phát tích vui, đèn bóng rực rỡ lung linh, nào cùng ta tin ta và nào cùng nhau hay vui trong lần đất nước ta quen nhiều bạn bè, ôi mùa mang đến bất ngờ.